các bạn, em xin mến chào các bạn. Đây là bộ móng em mới sơn qua một nước nè. Bây giờ em xong có sơn cái nước thứ hai nha, em phải sơn cái nước thứ hai màu khác. Đây là em đi kinh tuyến nè, để tôi phát chọn cái kinh tuyến trắng đi cho nó nổi lên. Rồi còn cái màu đen này á thì em sẽ đi cái kinh tuyến cái loại này CNC. Thì cái kim tuyến đen này mà mình sơn không, nó không có nổi các bạn, cái màu đen nó không có đủ đậm để nó khô vào, nên bắt buộc em mình sẽ đi một cái nước màu đen ở dưới trước rồi sau nó mới bỏ kim tuyến lên, nó sẽ đẹp hơn. Tùy theo màu đó các bạn, màu nào mình thấy kim tuyến mà nó khô vào queo thì mình không cần một nước lót ở dưới, còn màu nào mà kim tuyến mình thấy nó không có cái phủ cái móng á, còn si chu á, nó không có đều á, là mình phải lót một cái màu nền ở dưới cho cái màu kim tuyến ra nó đều, nó đậm, nó đẹp hơn đó. Các bạn thấy chỉ cần lót một nước màu đen thôi, đi một nước kim tuyến thôi chứ không cần hai nước màu đen nha. Các bạn thấy nó lên nó nổi rất là đẹp. Rồi rồi mình xong rồi, em mình cho hơi tay bên đây nha. Rồi giờ tay bên đây cũng vậy, bạn thấy màu đen mình sơn một nước nó cũng chưa đều nè, mình đi một nước kim tuyến lên là nó đều luôn. Chứ em mình cũng không muốn đi hai nước màu đen hai nước kim tuyến thì nó quá dày ha. Tùy theo mình, tùy theo màu của mình, tùy theo loại kim tuyến mà các bạn quyết định sơn màu đen một nước hay hai nước, tùy theo kim tuyến mỏng hay dày. Bây giờ mùa Halloween nè các bạn, nhiều cô khách rất là thích sơn màu đen mà kim tuyến như vậy. Còn khi mà kiếm màu đen mà có sẵn kim tuyến về nó cũng hơi khó đó các bạn, nên mình phải sơn màu đen mình lót ở dưới rồi mình sơn màu kim tuyến đen ở trên thì nó ra giống như màu đen kim tuyến. Rồi cái món này thì em sơn cái loại Perfect Summer cái kim tuyến như màu trắng vậy đó. Rồi xong rồi các bạn thấy không, bây giờ mình cho hơ nè, này giống cái màu đen của khách nè, các bạn thấy không, màu đen kim tuyến nè khách chọn đó, là những sơn thường. Bây giờ mình sẽ vẽ hai ngón giống như vậy nha, vẽ một cái spider web tròn. Bây giờ trước tiên mình sẽ dùng một cái cọ vẽ line là cái nail art line nè các bạn, đây mình ngâm trong acetone nha. Bây giờ mình sẽ dùng cái màu đen đen, cái hiệu em mình xài là cái hiệu gel palette nha các bạn, cứ lên Amazon các bạn search là nó có chai màu đen em mình nó trào nó hay dơ. Bây giờ em mình bắt đầu đi nha các bạn, đi đường line trước nha em mình, đi những cái đường ở trong em mình đi ra nè, tại em mình muốn là muốn cái đường mỏng nó nằm ở ngoài đó, các bạn cứ đặt ngay tâm ngay giữa các bạn kéo ra. Mình canh thôi. Các bạn thấy mình canh cái tâm ngay giữa mình kéo ra thôi. Rồi sau đó mình sẽ đi một cái vòng tròn nhỏ bên trong nha. Rồi mình đi nó gần gần cái tâm nè, những cái nét nó kéo lại nè, trong khi nó nhỏ quá quay bạn cũng khó thấy đó. Như cái tâm mình nói lại rồi, bây giờ mình đi một cái đường thứ hai nữa đó, các bạn thấy mình cái đường thứ hai nó bự ra, mình ổn được cái đường đen mình kéo nó có cái độ ổn thì nó đẹp hơn, nó giống hơn nha. Tại cái đường nhỏ ở trong nó quá nhỏ, mình không có đủ diện tích để mình ổn, đi cái lằn đen cho nó cong á. Rồi bạn thấy lần thứ hai, em mình đi lần thứ ba nè đó. Đó rồi em mình đã xong một cái mảng nhện tròn nha các bạn, đây là mẫu với màu là theo cái yêu cầu của cô khách luôn. Rồi là em mình đã xong một cái mảng nhện tròn rất là đơn giản nhanh gọn luôn. Rồi em mình cho hơi qua bên đây cũng vậy, tại em chia sẻ với các bạn những cái mẫu vẽ rất là thực tế, những cái mẫu vẽ khách chọn luôn, có nhiều khi những cái khách dễ thì nhờ em chọn
Còn tô khách này là cổ đem mẫu đem màu lại luôn ha, màu cổ thích màu nào luôn. Đây mì theo đó là mì chọn cho cô khách này. Rồi các bạn cũng đi từ tâm, mình bắt từ tâm bắt ra nha các bạn. Rồi là mì đi từ tâm ra đó. Rồi bây giờ mì sẽ đi cái đường tròn nhỏ bên trong trước. Thật ra nhẹ bằng dạng này rất là nhanh các bạn. Tại mì chia sẻ với các bạn, đây mì làm từ từ, đây mì vừa làm vừa nói đó, nhưng mà các bạn mình giả cho khách rất là nhanh, không có mất nhiều thời gian đâu. Rồi mình đi cái dòng thứ hai nha. Này mình đi nét mỏng nét đậm cũng không có sao, tại vì mình giả nó không đều, nó mới nhìn nó thấy tự nhiên ha. Rồi bây giờ mình đi cái nét thứ ba nè, cái dầm thứ ba đó, dầm thứ ba mình đi bung ra ngoài. Em mình vẽ bằng màu treo luôn nha các bạn, tại vì em mình muốn vẽ bằng cái đen treo cho nó mát với cái màu treo mình sơn. Còn các bạn muốn vẽ màu thường cũng được, không có sao hết. Vẽ màu treo thì mình phải hơn nữa. Vậy là mình xong luôn cái mặt nhện rồi đó các bạn. Cái mặt nhện tròn hay cái tâm nằm ngay giữa, có nhiều cô khách thì dễ nữa cái mặn nhện thôi. Bây giờ mì cho hơi tay bên đây. Rồi cái bước cuối cùng nè các bạn, cái mặn nhện đã xong nè. Bây giờ mì chỉ cần bỏ nước bóng lên nữa thôi là mì đã xong cái hai món dễ cho cô khách này, cực kỳ nhanh đơn giản luôn cho cái mẫu Halloween. Cô khách chọn một cái mẫu rất là sample, rất là dễ làm. Thường khi mặn nhện là cái mẫu được dễ nhiều nhất trong cái mùa Halloween đó các bạn. Mặn nhện với con nhện, có nhiều cô khách cô thích đơn giản thôi, không có thích là quá rùm rè ha, quá scary. Rồi các bạn thấy kim tuyến này em bỏ nước bóng lên nó rất là sáng không. Bây giờ em xin kết thúc cái video này tại đây nha các bạn. Các bạn yêu mến em mì thì các bạn nhớ bấm nút like, share và đăng ký kênh ủng hộ cho em mì để không có bỏ lỡ những cái video mới của em mì. Em mì chúc các bạn một ngày mới vui vẻ.